Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu trong cuộc sống của chúng ta may mắn được sinh ra lớn lên trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương hay có một mái ấm để trở về sau cả một ngày mệt mỏi, thì ở đâu đó ngoài kia vẫn đang có rất nhiều người có những hoàn cảnh khó khăn, phải vất vả mưu sinh từng ngày và không có một gia đình để trở về. Nhận thấy có rất nhiều ông bà cơ nhỡ không có nơi nương tựa, trở thành người vô gia cư, sống qua ngày bên hè phố, bên những lề đường hay ở các khu chợ dân sinh. Một nhóm bạn với tấm lòng thiện nguyện tại Hà Nội đã tổ chức dự án nhà chung nhằm mục đích là giúp đỡ các cụ ông, cụ bà, những người vô gia cư, giúp họ có một mái ấm gia đình. Đây là mái nhà dành cho người già vô gia cư, được thành lập bởi Hội Từ Thiện Đêm vào năm 2020. Với tấm lòng nhân ái, nhằm giúp đỡ những người già neo đơn có một nơi để che nắng, che mưa. Từ đó đến nay, căn nhà luôn ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc của những thành viên. Với ngôi nhà chung này thì bọn mình đã hoạt động được 4 năm rồi. Sau rất là nhiều cái sự cố gắng thì có nhiều người biết đến và cùng đóng góp xây dựng cái ngôi nhà chung bây giờ. Thời gian đầu thì bọn mình xuất phát từ cái tinh thần là muốn cho các cụ có một nơi để về ấy, thì các bạn cùng tự góp tiền ra để có kinh phí để thuê các cụ cái ngôi nhà cấp 4. Về sau thì có rất là nhiều người biết đến hoạt động và tin tưởng, cho nên là đã đóng góp để mọi người có thể thuê được những cái căn nhà nguyên căn và đầy đủ cái tiện nghi, ví dụ như là bình nước nóng mùa đông cho các cụ hoặc là điều hòa để các cụ có những cái cuộc sống thoải mái hơn. Về đoàn thì có chỗ ăn chỗ ở, hỗ trợ thì mình kiếm ăn thì thêm tí chút để đồng rau đồng miếng vào thì đời sống nó cũng vui vẻ. Như đối với tôi thì thế là nó mừng, là phấn khởi. Mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng, người đi nhặt ve chai kiếm sống, người không có khả năng lao động, người không con cái, gia đình và bị bỏ rơi, thậm chí phải sống cuộc sống nay đây, mai đó trên khắp các vỉa hè, đầu đường, góc chợ ở Hà Nội. Tất cả những người không có ai để nương tựa đó, nhờ sự giúp sức của những con người thiện nguyện, họ đã về sống dưới một mái nhà và nương tựa lẫn nhau. Tôi thấy rằng tôi đến đây thì không khác gì là một người đang ở dưới đất được lên trên trời. Vì đời sống lên trên này là nhà, cửa, thế rồi điện nước, thế rồi sung sướng lắm. Còn trước kia là khổ lắm, nhà chật chội, mũi, chuột, tức nó chung là không đảm bảo vệ sinh. Họ đến nào là không có áo rách thì họ mang áo rách đến rồi chăn màn quần áo chứ. Rồi túi quà chai nước đến cho chúng tôi trong những cái ngày gọi là từ 4-5 năm mà thì đến năm này tôi cứ tối thứ ba hàng tuần là các chú ấy mang quà để các từ. Từ khi thành lập cho đến nay, nhóm cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng cảm trên các nền tảng mạng xã hội. Bởi điều gì xuất phát từ trái tim thì chắc chắn sẽ chạm tới trái tim. Nhưng để có thể duy trì những hoạt động thiện nguyện, nhóm sẽ cần sự giúp sức từ cộng đồng và xã hội. Hy vọng trong tương lai, chúng ta có thể thấy thật nhiều ngôi nhà chung như vậy hơn nữa ở Hà Nội.